Xin chào quý vị các bạn nha. Hôm nay gia đình mình sẽ thay đổi một bữa ăn. Gọi là hàng ngày mình ăn cơm nhiều quá, bây giờ mình thay đổi cho nó lạ miệng. Thì đó, hôm nay mình sẽ làm cái món đó là bún, một là món bún rất là đặc biệt, đó là bún gạo lứt nhá. Mình sử dụng bún gạo gạo lứt khô nhé. Đó, cái bún gạo lứt này rất tốt cho sức khỏe nha, và nó rất là ngon, ăn rất là ngon, không giống như các loại bún ở ngoài chợ khá nhé. Đó, các bạn cứ thử về làm cái bún gà lứt này ăn rất là ngon nhé. Cái món này mình có thể chế biến để ăn sáng rất là tốt này, hay còn là chế biến để ăn trưa ăn tối thì tùy từng gia đình. Nếu mà bạn nào mà bận mà muốn thay đổi khẩu vị để buổi trưa ăn đó, thì sáng mai mình có thể ninh xương trước, làm thịt trước để sẵn đó, và trưa về mình chế biến qua nữa là mình có thể ăn được rồi, rất là tiện và nhanh. Và đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu các bạn các cái thành phần để chúng ta sử dụng cái món bún này. Thứ nhất là chúng ta mua xương nhé. Xương thì các bạn mua xương là chúng ta còn thịt nữa nhiều á. Những loại xương nào mà cần thịt này nó là ngon đúng không? Mình có cả xương sườn nữa rất là ngon. Đó. Mình rửa sạch sạch đi và mình rửa qua nước muối loãng nhé. Tất cả những nguyên liệu này thì mình đã hầu như sơ chế bị rồi. Thì thứ hai nữa là hành 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 hoa với rau răng cưa. Ở ngoài Bắc thì gọi là rau răng cưa, nhưng mà một số ngoài miền Trung thì có thể gọi là rau mùi tàu á. Đó, cà chua 2 quả nhé. Rau đây, rau xà lách này, rau bắp, cái bắp chuối non á, cái đọt chuối non á. Đó, và đó, hoa chuối. Đấy, mình cũng rửa sạch sẽ, mình ngâm muối rồi đó. Và cái nguyên liệu thứ tiếp theo nữa là mình bỏ ít trứng nha. Trứng cút đó, trứng cút này thì tùy mọi người nhé, ai thích ăn thì mình phải bỏ trứng cút vào đó. Và cái nguyên liệu cuối cùng không thể thiếu được cái món bún này, đó là cái đây, bún khô, bún gạo lứt đó. Đó, rất là ngon và hay, rất là màu, rất là đẹp này. Rồi bây giờ mình sẽ sơ chế trước cái thịt này nhé. Đầu tiên mình sẽ ướp gia vị cái thịt. Mình sẽ ướp ướp trước khoảng tầm 5 đến 10 phút. Chúng ta cho một thìa nước mắm này. Mình cho một thìa nước mắm này. Một ít hạt nêm này. Chúng ta đều đảo đều. Cho thêm, nếu bạn ăn cay chúng ta cho thêm một tí tí hạt đó. Cái này gọi là hạt tiêu á, cho nó thơm. Chúng ta ướp thịt khoảng tầm 10 đến 15 phút nhé. Cái xương, cái thịt xương này thì mình mua những thiên là thịt, nó còn thịt nhiều lắm, ăn này nó ngon. Bây giờ mình ướp nhé, ướp thịt trước nhé. Các bạn ạ, trong lúc mà mình chờ thịt ướp được gia vị á, thì mình sẽ đi luộc trứng cút trước nhé. Rồi bây giờ chúng ta hãy nấu xương nhé. Ta sử dụng cái nồi như thế này và chúng ta cho dầu ăn vào. Cho dầu ăn vào nhé. Đun nóng dầu ăn. Chúng ta đun nóng dầu ăn và chúng ta cho cái hành, cái cọng hành trắng vào. Bây giờ chúng ta cho cà chua vào để chúng ta đảo đều với hành nhé. Hành
sẽ đảo qua cà chua. Và bây giờ chúng ta sẽ cho thịt vào, để chúng thịt với xương xương vào để chúng ta đảo luôn. Đây, đảo xương. Bây giờ chúng ta đảo đến khi nào săn săn kia miếng xương lại nhé. Săn miếng xương lại thì chúng ta phải cho nước vào. Bạn xương mình đảo đó săn lại nhé. Bây giờ mình sẽ đổ nước vào và mình ninh nhé. Đây, cho nước vào. Bây giờ mình sẽ ninh xương. Đây các bạn, xương đã sôi thì mình sẽ cho nhỏ lửa nhé và mình ninh nhé. Đây các bạn nhé, trứng mình đã luộc xong. Phải kia bún này thì các bạn có thể làm hai cách nhé. Cách đầu tiên mình có thể là rửa qua bằng nước lạnh xong mình xả trực tiếp vào nồi nồi nước dùng, nồi nước xương á. Thứ cách thứ hai nữa là mình có thể giống như là mình làm đấy nhá, mình đun sôi nước và mình luộc. Đun sôi nước thì mình sẽ thả bún vào tầm 2 đến 3 phút rồi mình sẽ vớt ra. Đó. Đây. Thì bún này nếu mà luộc lâu nó bị nó sẽ bị nhã nhá, nó không ngon. Đó. Tầm 2 3 phút là các bạn vớt ra được. Và bây giờ mình sẽ chế biến cái bát bún nhá. Đây mình cho bún vào. Và bây giờ mình sẽ cho nước dùng vào nhé. À, mình cho ý hành vào. Đây. Cho trứng vào đã. Rồi bây giờ mình sẽ chế biến mình sẽ cho nước dùng vào. Nước dùng này thì các bạn sẽ nêm nếm vừa ăn theo khẩu vị của mình nhé. Có người ăn nhạt, người ăn mặn á. Buổi sáng là có một tô như thế này thì quá ngon các bạn. Rất là ngọt, thơm. Rồi bây giờ mình sẽ cho một ít trà, cái này lên trang tí nhé. Các bạn có thể vắt chanh vào nhé, vị ớt cay vào nữa. Các bạn nhớ mình cho thêm một ít tiêu vào nhé. Các bạn thì bạn nào muốn ăn ớt cay á, ớt cay thì mình cho ớt cay vào. Mình cho thêm một ít rau. Đây rau. Các bạn nhé. Đây, nhìn bún mình rất là ngon nhé. Ngon các bạn. Đấy. Vừa thơm vừa ngon nhé. Đấy, rất là hấp dẫn. Rải thêm một ít hành trên nữa cho nó đẹp. Đấy.
Bây giờ mình sẽ làm tô thứ hai nhé. Đây các bạn nhá, thành quả của mình vừa làm xong hai tô bún để gia đình mình cùng thưởng thức nhé. Thì cái công thức làm này rất là đơn giản. Thứ hai là mình sử dụng cái bún gạo lứt đỏ rất là ngon đó. Chúc các bạn có một món bún rất là ngon nhé, nhớ làm cho gia đình mình cùng thưởng thức vào buổi sáng nhé. Nhớ các bạn nhớ like và chia sẻ giúp mình nhé. Tạm biệt các bạn nhé.